Nhận định bóng đá Chelsea với Aston Villa, 0 giờ 30 phút ngày 29 tháng 12, vòng 16 giải Ngoại hạng Anh. Sau những trận đấu thăng hoa hồi đầu mùa giải, Chelsea đang cho thấy sự xuống dốc khi bắt đầu bước vào giai đoạn nước rút. Cập nhật đội hình ra sân, tỷ lệ kèo. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật trận đấu mới nhất nhé. Cảm ơn các bạn. Sau thất bại ê chề tại Arsenal, Chelsea rất cần chiến thắng để lấy lại nhuệ khí. Nhưng việc chơi 2 trận chỉ trong vòng 48 giờ sẽ làm kiệt quệ thể lực các học trò của Frank Lampard. Chưa kể Aston Villa còn đang có phong độ thăng hoa. Có lẽ, đây là thời điểm khó khăn nhất của thầy trò Lampard từ đầu mùa giải. Phong độ của họ đang rơi xuống đáy với 3 thất bại tại 4 vòng gần đây. Ở vị trí thứ 7 với 25 điểm, Chelsea đã kém 6 điểm so với đội dẫn đầu Liverpool. Điều đáng nói là The Blues không cho thấy bất kỳ dấu hiệu nào của sự cải thiện. Trong khi, thể lực các cầu thủ ngày càng bị vắt kiệt bởi tần suất thi đấu dày đặc. Tôi thực sự thất vọng với cách các cầu thủ nhập cuộc trận đấu này. Sự lười nhác đã dẫn tới quả phạt đền. Bóng đá là phải chạy chứ không phải đi bộ. Chelsea chơi không đủ tốt. Tôi chẳng có lý do nào để bảo vệ các học trò của mình. Lampard thẳng thắn phê phán các ngôi sao Chelsea sau thất bại 1-3 tại Emirates. Chelsea đã bị dẫn tới 0-3 chỉ sau chưa đầy 1 giờ thi đấu. Các cầu thủ áo xanh tỏ ra thiếu động lực và sức sống. Còn Lampard, với những chỉ trích nặng nề hướng về cầu thủ, dường như đã để mọi thứ vượt quá tầm kiểm soát. Song Lampard nên tiên trách kỳ, hậu trách nhân. Vị huấn luyện viên 42 tuổi có một đội hình được đầu tư hơn 200 triệu bảng trong mùa hè vừa rồi, đang dần biến Chelsea thành một tập thể xoàng xĩnh. Sơ đồ 4-3-3 mà Lampard cố sống cố chết bám vào vẫn tỏ ra thiếu hiệu quả do cặp hậu vệ biên chưa đáp ứng yêu cầu. Các cầu thủ tấn công biên rất phong độ. Ở hàng công, Timor Werner sa sút phong độ vẫn được ra sân đều đều. Christian Pulisic sở trường chạy cánh trái thì lại bị đẩy sang cánh phải. Những phép tính của Lampard bảo tệ thì chưa hẳn nhưng rõ ràng không phải là đáp số cần thiết cho những vấn đề tại Chelsea. Hay nói đúng hơn, Lampard mới là vấn đề lớn nhất tại The Blues lúc này. Cựu tiền vệ lừng lẫy của bóng đá Anh chưa thể ghép nối các ngôi sao hàng đầu thành một tập thể nhuần nhuyễn. Mặc dù khoảng cách giữa Chelsea và Liverpool chỉ có 6 điểm nhưng chất lượng lối chơi của The Blues còn cách khá xa những ứng viên vô địch Premier League. Đội bóng của Lampard chỉ có thể bắt nạt những đối thủ yếu nhưng dễ bị tổn thương trước các đối thủ sừng sỏ. Trong 2 tháng trở lại đây, họ đã thua Arsenal, Everton và thủ hòa Tottenham, Man United. Và đêm nay khi chạm trán Aston Villa xếp trên một bậc, Chelsea rất có thể lại bị phơi bày điểm yếu. Thời điểm hiện tại, Aston Villa là một trong những đội có phong độ cao nhất giải. Đoàn quân của huấn luyện viên Dean Smith tháng 3, hòa 1 tại 4 vòng gần đây. Điểm mạnh đáng chú ý của Aston Villa là bản lĩnh sân khách vững vàng với 8 chiến thắng sau 9 trận xa nhà gần đây tính trên mọi mặt trận. Nên nhớ, Aston Villa là đội thủng lưới trên sân khách ít nhất tại Premier League 2020-21 với vẻn vẹn 2 bàn thua. Phòng ngự kỷ luật, tấn công sắc bén dưới nguồn cảm hứng Jack Grealish, đội bóng thành Birmingham sẽ mang tới 90 phút khó nhọc cho Chelsea. Đối thủ lớn nhất của thầy trò Lampard lúc này là chính họ. Phong độ xuống dốc của các trụ cột, niềm tin sa sút và sự bế tắc trong những điều chỉnh chiến thuật của Lampard là những hạn chế không dễ khắc phục. Một bất lợi lớn khác cho Chelsea là họ chỉ có duy nhất một ngày nghỉ giữa 2 trận gặp Arsenal và Aston Villa. Chơi 2 trận trong 48 giờ là một điều phản khoa học với các cầu thủ chuyên nghiệp. Lampard sẽ phải xoay tua đội hình bằng cách tung Kai Havertz, Olivier Giroud, Callum Hudson ở đợi, Jorginho, Cesar Azpilicueta vào đá chính. Dù vậy rất khó tin rằng The Blues có thể đá tốt với tần suất 2 ngày trận. Cơn khủng hoảng tại Stamford Bridge sẽ còn tiếp tục trầm kha. Dự đoán Chelsea với Aston Villa, 1-1. We'll be right back.